Ngọc Trâm và Đặng Thị Hồng. Sana đã có chiến thắng cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 15-11. Đây là set đầu thứ 5, người phát bóng là Ngọc Trâm. Và đó là pha ghi điểm của phụ công Trịnh Thị Huyền, một trong những vận động viên thi đấu nổi bật nhất trong màu áo của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa ở trận đấu ngày hôm nay. 1-0 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa không được phép để thua. Ngọc Trâm chuyển cho ai đây? Một điểm nữa cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 2-0. Pha ghi điểm của Sana. Tình huống phát bóng của chủ công Hoàng Thị Thảo. Pha phối hợp không tốt giữa Ngọc Trâm và Hồng Linh, nhưng bất chiến tự nhiên thành. Đó vẫn là điểm số cho Kinh Bắc Bắc Ninh sau khi vận động viên của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa đã bị trọng tài bắt lỗi chạm lưới. Lê Thị Dung và Sana. Đặng Thị Hồng. Bóng hướng đến vị trí của libero Nguyễn Thị Phước. 2-2 cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Và đánh bóng của Trịnh Thị Huyền. Điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 3-2. Đặng Thị Hồng. Một điểm số nữa cho Kinh Bắc Bắc Ninh. 3-2. Đặng Thị Hồng là tay đập thuộc biên chế của Thái Nguyên và cô quê ở Yên Bái. Bóng đi ra ngoài. 4-3 cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Đây đã là set đấu thứ 5 rồi. Và chắc chắn là với một tay đập năm nay đã ngoài 30 như Sana Anarkulova thì cô đã không còn duy trì được sức bền như ở đầu trận nữa. Điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 4-2. Pha ghi điểm của đội trưởng Lê Thị Lan. Thanh Xuân. Tiếp tục là Sana, lần này là một pha bỏ nhỏ. Đặng Thị Hồng. Quá hay. 5-4 cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Trước đây khi mà Kinh Bắc Bắc Ninh vẫn còn Kiều Anh thì Đặng Thị Hồng đã phải rời ra chơi ở vị trí chủ công. Nhưng bây giờ thì cô đang tỏa sáng ở vị trí đối chuyển. Một tình huống đánh hai chuyền của Ngọc Trâm. Như Quỳnh, điểm cho Kinh Bắc Bắc Ninh, 6-4. Sau trận đấu này thì Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ có một quãng nghỉ rất dài lên tới gần một tuần. Bởi phải tới ngày 11 tháng 11, ngày áp chót của vòng 2, họ mới tiếp tục thi đấu với đối thủ là VTV Bình Điền Long An. Và trong ngày thi đấu cuối cùng, ngày 12 tháng 11, ngày thi đấu cuối cùng của vòng 2 thì Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ đối đầu với Quảng Ninh. Điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Pha ghi điểm là của Hoàng Thị Thảo. Không phải Hoàng Thị Thảo mà đó là pha đánh bóng của Lê Thị Dung. Một điểm số nữa cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, 7-6. Điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, những điểm số liên tiếp cho các trò huấn luyện viên Trần Đăng Thành. 8-6 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Và hai đội sẽ đổi sân tiếp tục thi đấu set đấu thứ 5. Tiếng phát bóng của Sana. Đặng Thị Hồng. Điểm cho Kinh Bắc Bắc Ninh, 7-8. Sau trận đấu với Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa thì Kinh Bắc Bắc Ninh sẽ lần lượt đối đầu với VTV Bình Điền Long An vào ngày mùng 6 tháng 11. Đến ngày mùng 10 tháng 11 thì Đặng Thị Hồng và các đồng đội sẽ chạm trán với đương kim Á quân Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Và đến ngày 11 tháng 11 thì họ sẽ so tài cùng với Quảng Ninh. Như vậy là cả Kinh Bắc Bắc Ninh và Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa vẫn còn gặp VTV Bình Điền Long An và Quảng Ninh ở các trận đấu tiếp theo. Điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, 9-7. Và ghi điểm của chủ công Hoàng Thị Thảo. Tình huống phát bóng của phụ công Thu Thảo. Dù Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa có xuống hạng hay không thì chắc chắn Thu Thảo vẫn sẽ thi đấu ở giải vô địch quốc gia mùa sau, sau khi đội bóng chủ quản của cô là đội nữ Hà Nội đã giành quyền lên chơi ở giải vô địch quốc gia năm 2024. Pha ghi điểm của Như Quỳnh. Như Quỳnh đã đổ gục xuống sân. Một tình huống tiếp đất không thực sự tốt của Như Quỳnh. Cô đang gặp vấn đề với cái chân trái. Vậy là Như Quỳnh vẫn có thể tiếp tục thi đấu và tỷ số lúc này đang là 9-8, Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 9 và Kinh Bắc Bắc Ninh 8. Set đấu thứ 5 và cách biệt điểm số giữa hai đội chỉ là 1 điểm mà thôi. Như vậy là Vân Hà đã được tung vào sân. Bây giờ thì Kinh Bắc Bắc Ninh sẽ thi đấu với hai cây chuyền hai ở trên sân. Vân Hà và Ngọc Trâm, họ đều là những vận động viên chuyên thi đấu ở vị trí chuyền hai. Điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 18. Lê Thị Dung và Trịnh Thị Huyền. Ngọc Trâm. Đó là Thu Hương. Một tình huống đánh nghi. Điểm cho Kinh Bắc Bắc Ninh 9-10. Lê Thị Dung và Sana. Bóng ngoài. Tình huống đánh bóng sau vạch 3m của chủ công Sana. Trọng tài xác định bóng ngoài. Và sẽ có tình huống xin challenge in out. Sẽ có tình huống xin challenge của ban huấn luyện Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa sau khi trọng tài bắt bóng ngoài. Một tình huống tấn công từ hàng sau của Sana. Bóng trong sân. Bóng trong sân. Đó là điểm số cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Đó là một tình huống mà huấn luyện viên Trần Đăng Thành đã challenge thành công. Đó là điểm số cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Tỷ số lúc này đang là 11-9 nhưng về Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Pha đánh bóng của Thu Hường. Điểm cho Kinh Bắc Bắc Ninh 10-11. Một tình huống đánh chéo sân của Thu Hường. Đã có điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 12-10. Đó là pha ghi điểm của đội trưởng đối chuyền Lê Thị Lan. Điểm 11-12 cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Người vừa phát bóng là Bùi Thị Nga. Vân Hà rời sân. Như vậy là Như Quỳnh đã có thể tiếp tục thi đấu. Như vậy là trọng tài chưa cho Kinh Bắc Bắc Ninh được thay người. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 13-11. Một tình huống phát bóng hỏng ở một thời điểm không nên hỏng của Hồng Linh. Bây giờ thì Vân Hà mới rời sân và Như Quỳnh mới được trở lại sân. Đặng Thị Hồng, Sana, tiếp tục là Đặng Thị Hồng, Sana. Điểm cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 14-11. Match point cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, 3 match point. Vẻ như là Lê Thị Dung đang bị chuột rút. Bây giờ thì Kinh Bắc Bắc Ninh đang phải đối mặt với 3 match point. Ở set đấu thứ 2, xin lỗi, ở set đấu thứ 3 thì họ đã từng phải đối mặt với 2 match point nhưng đã cứu thành công và thậm chí còn lội ngược dòng để giành chiến thắng ở trong set đấu thứ 3. Bây giờ thì Kinh Bắc Bắc Ninh, nhiệm vụ của họ sẽ là khó khăn hơn khi phải đối mặt tới 3 match point. Lê Thị Dung vẫn tiếp tục thi đấu. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa chỉ cần thêm 1 điểm nữa thôi để giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Ngọc Trâm và Đặng Thị Hồng. Sana đã có chiến thắng cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa 15-11. 15-11 cho Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Người đã ghi điểm số quyết định là tay đập người Kazakhstan Sana Anarkulova. Một tình huống đánh bóng chéo sân và hướng thẳng về vị trí của Đặng Thị Hồng. 15-11. Huấn luyện viên Trần Đăng Thành và các học trò đã có được chiến thắng chung cuộc trước Kinh Bắc Bắc Ninh trong trận đấu chung kết ngược ngày hôm nay.